tin điện tử tổng hợp từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo vừa ký công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, đặc biệt nhằm khắc phục tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp. Công văn trên cho biết, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để ra soát, chấn chỉnh, xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm và sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý đề nghị các sở thông tin và truyền thông ra soát thống kê số lượng trang thông tin điện tử tổng hợp đã cấp phép nếu trang thông tin điện tử tổng hợp đang hoạt động sử dụng tên trang tên miền có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như báo tạp chí tin tin tức news time online daily thì yêu cầu tổ chức doanh nghiệp sở hữu trang phải thay đổi tên trang tên miền cho phù hợp Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kế hoạch của sở để khắc phục tình trạng trên, báo cáo gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để giám sát. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo